giới thiệu với các bác như thế này nhá, là chiếc xe này của người nhà em các bác ạ, và người ta vừa mới mang lên cho em xong. Mang lên cái thì em kiểm tra xe và em chốt, xong đó thì em mang ra em quay luôn đây. Em quay luôn chiếc xe Kia Morning sản xuất năm 2017, số sàn. Đấy, số sàn. Và con này thì tất nhiên là không taxi và không dịch vụ rồi. Đấy. Người nhà của em dùng các bác nhá, dùng từ ngày xưa đến bây giờ và con xe vẫn còn rất là mới luôn. Thậm chí một số vị trí như chỗ này còn chưa bóc ni lông các bác này. Đấy. Chỗ này thì hơi bẩn bụi một tí. Và đây những cái chỗ này các bác nhìn xem này. Đấy, còn rất mới luôn, đúng không ạ? Rất mới luôn. Và đây nhá, các bác nhìn cho em cái vô lăng đi. Cái vô lăng là chưa bị mòn các bác nhá. Đấy, vô lăng là chưa bị mòn này. Xe chạy rất ít luôn. Cho nên là vô lăng mới được đẹp như thế này. Thì các bác nhìn xem, các bác cứ so sánh con xe này của em với lại một số những con xe khác đang có ở trên thị trường mà xem là con xe này của em có mới không nha các bác nhá. Này, mới chưa? Chưa bị bóng mòn tí nào ở cái phần vô lăng cả các bác này. Đây, các bác nhìn xem nhá, cạnh vô lăng này. Đấy. Và cái vị trí ở cái khu vực này là cũng chưa bị mòn cái lớp sơn này. Nhiều con đã bị mòn hết lớp sơn đây rồi các bác ạ. Đấy, con này của em là vẫn còn nguyên nhá. Đấy, xe trang bị thì có màn hình giải trí rồi. Đấy, cam lùi rồi các bác nhá. Điều hòa của xe thì lạnh rất là sâu. Củ số của xe đây, củ số của xe thì các bác nhìn xem, cái gai ở củ số của xe nó cũng chưa bị mòn, đúng không ạ? Và cái phần tì tay chỗ kia nhá, thì phần tì tay chỗ kia vẫn còn bọc ni lông nữa luôn các bác ạ. Chỗ này vẫn còn ni lông nữa này các bác này. Ni lông thì nó hơi cũ một chút rồi. Xe thì zin tất các bác nhá. Đấy. Số sàn, động cơ của xe thì cũng là hơn 1.1 tí, rất tiết kiệm nhiên liệu luôn. Đồ đạc người nhà của em vẫn còn quên cái mũ ở đây này các bác này. Đấy, hai vợ chồng mang lên đây để lại cho em nhá. Để lại cho em thì một số đồ vẫn để quên cả cái mũ ở đây. Chỗ này có cả cái túi khẩu trang nữa đây. Đấy, đúng không ạ? Dạ vâng. Xe 5 chỗ không niên hạn sử dụng các bác nhá, chứ không phải là xe Kia Morning van đâu. Van thì nó sẽ có 2 chỗ thôi và nó sẽ có niên hạn sử dụng. Con này của em là chưa nó là xe 5 chỗ nhá, mà không có niên hạn sử dụng các bác nhá. Chạy thoải mái, chạy mãi luôn. Đó là cái phần hình thù form dáng bên ngoài của chiếc xe Kia Morning này. Đấy, người nhà em ở dưới Gia Lộc, Hải Dương các bác nhá, biển 34 đây. Biển 34. Nên đứng tên vợ chồng anh chị luôn nhá. Đấy, xe thì rất là đẹp rồi. Dàn lốp của xe này vẫn còn dày đây các bác nhìn này. Rất là dày luôn. Đèn của xe, đèn trước, đèn sau như mới đúng không ạ? Đấy, các bác nhìn này, hơi bụi đi thôi. Em chưa vệ sinh nhá. Con này là chưa vệ sinh đây. Hơi bụi nữa đây. Hơi bụi bẩn một tí. Không bẩn một tí. Đấy thì hôm nay em sẽ quay cho các bác cái chiếc xe này để cho các bác xem, các bác cảm nhận. Bác nào mà đang đúng chân, đang có tầm tiền trên 200 triệu một lít thì bác mua mẫu này là quá tuyệt vời luôn. Mua về sử dụng sự đầy yên tâm luôn. Dòng này các bác lưu ý cho em là nó đến tầm khoảng là 50-60% là chạy qua taxi các bác nhá. Đấy. Thì các bác mình cũng phải phân biệt được và mình cũng phải biết xem xe nữa. Nếu mà mình không biết xem xe là mình mua phải những chiếc xe taxi nó chạy nhiều và nó dọn lên. Đấy các bác nhá. Đấy, thì chiếc xe này của em thì em cứ bao và đảm bảo và bảo hành cho bác luôn là xe gia đình chuẩn. Đấy, xe gia đình chuẩn và không taxi, không dịch vụ gì các bác nhá. Xe chạy rất ít luôn. Xe thì zin từ là máy số này, máy số zin nguyên tất các bác nhá. Rồi keo chỉ của xe là cũng vẫn còn zin hết các bác nhá. Đấy, nước sơn của xe đấy ạ. Thì nước sơn lên đến tầm khoảng là tầm khoảng 90 đến trên 90% là sơn zin. Chỉ tèo lại có một chút góc đèn trước, góc đèn sau thôi các bác nhá. Đi thì hơi quẩn một tí thì người ta anh chị đấy mang đi tèo sơn lại một chút. Đấy thì bác nào mà đang quan tâm đến cái dòng xe này mua về sử dụng gia đình hoặc là mình chạy cái gì đó thì qua bên em để lại cho nhá, bên em nhượng lại cho bác mua. Giá ok luôn. Xe thì chắc chắn điều rằng là sẽ rất ít có những con xe nào mà được mới, được đẹp như con xe này. Đấy, xe thì hoàn toàn rất là mới rồi. Đấy, nhưng mà giá cả thì tất nhiên em cũng sẽ để cho toàn thể các bác cái giá làm sao ok nhất các bác nhá. Đấy, giá ok nhất để các bác mua. Đấy, không sợ cao, không sợ đắt đâu. Đấy, yên tâm là như vậy. Đấy, thì cái giá mà bên em đưa lên ở phần tiêu đề thì em sẽ bớt thêm cho các bác nhà mình. Đấy, sẽ bớt thêm cho toàn thể các bác nhà mình nhá. Thì các bác nhà mình nếu mà đang đúng chân, mình đang tìm dòng này thì mình đến mình xem là sẽ mua được. Đấy, đảm bảo các bác đến là mua được các bác nhá. Vì xe không có gì để chê cả. Đấy, chiếc này chỉ bàn về giá cả thôi, chứ còn thì về chất lượng xe là không chê các bác nhá. Đấy, cặp đèn pha của nó còn trong vắt luôn các bác nhìn kìa.
Đấy, phần đầu xe đây không có chút nào xấu kém cả đúng không ạ? Đèn gầm này, rồi đèn pha này, trong vắt luôn các bác nhìn xem này, rất là mới đúng không ạ? Chỗ này hơi xước một tí đây. Đấy, hơi xước một tí đây này các bác này. Lốp của xe thì vẫn còn tương đối là khá khá các bác nhá. Đấy, sơn xi của xe thì không phải làm gì cả, có một tí chỗ này nó xước thôi các bác nhá. Còn lại là không bị xước chỗ nào đâu. Đấy, tất cả kính của xe đều là kính zin và kính của xe đã được bọc dán rồi. Phần tay lắp bám đây là cũng đã được ốp lốp rồi đây các bác này. Đây kính đây nhá, đẹp kính đây. Và răng cửa đấy ạ thì cũng đã được dán các bác nhá. Đấy, cái phần mép cửa này cũng đã được dán răng để chống ồn, chống bụi và đóng cửa nó êm hơn. Những con bu lông ốc vít ở đây các bác nhìn xem này, nó còn rất là sáng luôn đúng không ạ? Rất là sáng luôn. Và cái vị trí này vẫn còn ni lông bọc này, vẫn bọc ni lông từ ngày xưa đến bây giờ này, không thèm bóc luôn các bác này. Đấy, không thèm bóc ni lông luôn này. Các bác thích thì mình bóc cũng không để nguyên được nhá. Kính lái là một chạm auto, bốn kính chỉnh điện, gương chỉnh điện. Đồ nhựa đắp đi tắp nô của xe này còn rất là khá luôn các bác nhá. Rất là khá luôn, rất là đẹp luôn. Những con bu lông ở đây các bác nhìn này vẫn còn rất là đẹp và sáng này các bác này. Đấy, rất là đẹp và sáng này. Lòng trong thì hơn sơn zin hoàn toàn rồi. Sơn zin hoàn toàn nha các bác nhá. Đấy, những bu lông này các bác nhìn thấy nó vẫn còn chấm sơn này. Vẫn còn chấm sơn nguyên luôn này. Và đây này, tem mác logo còn nguyên này. Đấy, móc chốt khóa xe rất là sáng đẹp này. Bu lông ốc vít đây thì các bác nhìn thấy này. Có các bác nhìn thấy là nó không bị vặn vọ gì hết nhá. Tổn kèo đính tán thứ của xe là vẫn còn nguyên hết các bác nhá. Nguyên cả luôn đấy ạ. Đấy, sàn của xe thì bọc da không có thảm trải trên ở trên nữa rồi. Và ghế này thì ghế da loại xịn, ghế da loại xịn. Có thêm một cái áo ghế bên ngoài nữa rồi. Đấy, ghế là không bị rách dưới cho nào đâu các bác nhá. Ghế đẹp. Táp lô, táp ly của xe này hoàn toàn còn ok. Đấy, chỉ bụi bụi một tí thôi. Để vệ sinh cái là ok rồi các bác nhá. Để vệ sinh cái là ok luôn. Đấy thì các bác đón xem đi. Xem nếu mà ok được thì gọi điện cho bên em sớm thì em đọc số điện thoại cho. Còn đây là cái phần mặt đồng hồ nha các bác. Đây, thảm phủ tắp nô có sẵn rồi. Chân của xe thì vẫn là trần lý đây. Vẫn là trần lý nhá. Bỏ thẻ là ốp kêu loang quang hết nhá. Nhà rất là thích luôn. Ốp lốc này, ốp lốc rồi này. Và đây ốp lốc rồi này. Đúng không ạ? Đấy, mép cửa đây nhá. Mép cửa đây. Đấy các bác xem. Răng cửa rồi mép cửa rồi khung cửa, vách cửa đều là ok hết các bác nhá. Chỗ này thì hơi bụi bẩn một tí này, cái này vệ sinh nên là sạch ngay. Sạch ngay các bác nhá. Quan trọng là các bác nào mà mình nhìn được cái độ chất của chiếc xe này thì mình mua. Còn cái bẩn thì nó cũng quan trọng các bác. Cái vách cửa đây. Đây các bác nhìn này, phần móc khóa này, cái này móc khóa này cũng là bẩn thôi nhá. Vệ sinh cái này móc khóa này rất là mới luôn. Rất là mới luôn. Còn đây là lốp này. Con này lớp sơn là màu ghi. Đi bạc. Cửa đóng êm nhẹ. Thì tí em sẽ quay cả máy nữa cho các bác thấy được chiếc xe này máy nó như thế nào. Máy nó ok như nào nhá. Thân vỏ thì căng đẹp đẹp luôn rồi. Đấy, sẽ không có lỗi và thân vỏ bên em đã kiểm tra. Kể cả như là cái phần ở dưới cua lốp này các bác này và dưới hộp sàn bên đây. Bao bô đê hộp sàn đấy ạ. Ok hết các bác nhá. Đây nha, em quay các bác xem phần cầm luôn này, các bác nhìn này. Nguyên bản hết các bác nhá. Đẹp lắm. Xe đẹp cực kỳ luôn. Đấy, đẹp cực kỳ luôn. Em mở cả máy nữa cho bác mình thấy được cái chiếc xe này nó đẹp như nào. Các bác đang xem clip này của bên em, mà bác nào mà chưa đăng ký kênh thì mình nhấn đăng ký kênh, thì nhấn theo dõi trang để xem thêm, đồng hành với bên em trong video lần tới, trong thời gian tới các bác nhá. Rất là nhiều xe, rất là nhiều clip được đăng tải lên theo hàng ngày. Em để cho các bác chiếc xe này giá khá ok, các bác mua yên tâm nhá, yên tâm dùng luôn. Đây các bác nhìn cho em phần bên phụ này nữa đi. Chiếc này thì em quên em chưa nhìn nó có gốc ở thành phố hay không. Có nghĩa là ngày xưa mua đấy ạ. Nó lại con này là nó là chính chủ rồi. Bác nào mua về Hà Nội, Sài Gòn thì bên em hỗ trợ cho nhá. Hỗ trợ cho các bác mình
là sẽ tính toán hỗ trợ cho. Cái này đấy là không phải nó làm sao đâu, đây em vẫn để nguyên này. Cái này ly lông nhá, bình thường cái dán kính này nó bị tuột ra thì anh chủ trước là lấy luôn cái băng dính dán vào này. Vâng, cái này là cái dán kính các bác ạ, cái này là dán kính nhá, dán kính nó bị tuột ra. Bác nào thích thì bỏ cái dán kính đi, mình bỏ dán kính đi, mình không cần dán kính luôn, được để kính màu trắng trơn luôn được, cái kính màu trắng trơn như này, có nhá, đấy, màu trắng trơn như này. Hoặc là mình bọc này, mình dán lại cái loại khác, ok luôn các bác nhá. Đây lòng trong này vẫn hơi bụi bụi này các bác này, móc khóa đẹp. Đây là công tắc báo cửa mở, cửa đóng mở đấy ạ. Đây vách cửa đây nhá, các bác nhìn xem những cái bu lông ốc vít nó còn như này cơ mà, các bác nhìn này. Đấy, các bác nhìn xem, bác nào biết về xe, bác nào mà biết nhìn xe thì nhìn qua clip này cái là mình biết là xe chất thế nào, xe chất tới đâu đúng không ạ. Bẩn bẩn nhá, nhưng phần mép cửa này đều là bẩn hết đấy ạ. Đâu cái đẹp kỳ luôn. Hơi bám bụi vì chiếc xe này là vừa em chia sẻ với các bác rồi, là em lấy về cái đấy, lấy về cái mang ra quay luôn đúng không ạ. Kiểu các bác, kiểu các bác nhìn xem là xe bên em đợt này lấy về rất là nhiều, để tràn ngập ra ngoài đường luôn kìa các bác kìa. Đấy, nhiều chưa? Xe đời cao, xe đời thấp là có đủ cá luôn nhá. Đấy, con eco màu vàng vàng, màu đỏ đỏ kìa. Có cả trên trên 100 đầu xe, gần 200 chiếc xe các loại. Các bác mình tha hồ lựa chọn luôn. Đấy, xe bên em đợt này về rất là nhiều. Bên trong 2000 m2. Bên trong hơn 2000 m2 một tí mà để chật cứng luôn và để cá ra ngoài vỉa hè luôn các bác nhìn kìa. Đấy, nhiều chưa ạ? Rất nhiều xe luôn đúng không ạ? Các bác có xe gì mang đến em đổi cho nhá, hoặc là các bác có xe gì bán lại cho bên em mua lại cho. Mua lại giá tốt nhất luôn. Các bác xem đi ạ. Đấy, em quay lại chỗ này cho các bác xem nhá. Đấy, bộ ghế da của xe đều ok rồi. Đấy, vậy là thì em cũng quay xong phần nội thất bên trong. Đây, các bác nhìn xem cho em cái phần bên ngoài nhá. Bên ngoài của nó đây. Đăng kiểm của xe tháng 12 năm 22 các bác nhá. Các bác bây giờ thì lốt cho các bác xem gầm để các bác cảm nhận nốt này. Lốt xem gầm, lốt xem nhá. Xe này thì như em nói rồi này, chỉ bàn về giá thôi. Giá cả bên em đưa ra là có thương lượng nhá. Các bác thích chiếc xe này nhanh tay gọi cho em. Mua này là trung tâm. Các bác mua này về thì sửa tầm. Đây là cái khoang máy của chiếc xe mà em cũng chưa vệ sinh, để nguyên bụi bẩn như này này các bác này. Đây các bác nhìn nhá, để vẫn để nguyên bụi bẩn luôn. Đấy, con này mà rửa máy đi thì máy cực đẹp. Đấy. Máy zin từ lắp dàn cò các bác nhá. Đấy. Máy số zin nguyên hết. Đấy. Cabo xe, ốc cabo chưa vặn vọ gì nhá. Cabo đẹp, đây các bác nhìn xe này. Đấy, như vậy thì cái chiếc xe này, chiếc xe Kia Morning 2017 này em đã quay giới thiệu xong cho bác rồi. Các bác muốn mua thẳng cũng được và muốn mua trả góp cũng được, bên em hỗ trợ cho nhá, đơn giản nhanh gọn thôi. Xe thì bao đẹp, bao zin, các bác yên tâm là như vậy. Các bác liên hệ cho bên em theo 3 số điện thoại hotline là